Người Công giáo Philippines cầu nguyện cho hòa bình ở Suiya, tiếp từ Manila. Người Công giáo ở Philippines đã cầu nguyện cho hòa bình vào ngày hôm nay theo lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francis trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Suiya. Hôm thứ Tư, thì Đức Thánh Cha Francis đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia vào một ngày thứ Bảy đặc biệt ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Suiya. Khoảng 1.000 tín đồ ở Manila đã tham dự thánh lễ buổi sáng tại nhà thờ Baclaran và tham gia vào buổi cầu nguyện. Một thánh lễ đặc biệt trong đó bao gồm một phút im lặng để cầu nguyện cho các nạn nhân ở Suiya đã được hướng dẫn bởi các linh mục Công giáo. Linh mục Victorino Cueto nói rằng những lời cầu nguyện đã luôn luôn là một công cụ hiệu quả cho việc tìm kiếm hòa bình. Giáo hội Công giáo Philippines với 80% trong dân số 97 triệu của cả nước đã có lời cầu nguyện để tưởng nhớ đến các nạn nhân ở Suiya trong các thánh lễ hôm nay. Ông Jose Mandat đã cầu nguyện cho sự an toàn của người Philippines làm việc ở Suiya và hy vọng là chính phủ Suiya sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ để chấm dứt bạo lực. Một buổi cầu nguyện sau đó đã được tổ chức bởi 20 nhà hoạt động. Họ đã dâng hoa và đốt nến trước một bàn thờ. Những người này đã lên án việc chính quyền Obama thúc đẩy một cuộc tấn công quân sự ở Suiya và nói rằng điều này sẽ chỉ làm đổ máu thêm tại quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá. Hoa Thịnh Đốn đã tìm kiếm sự đồng thuận của các đồng minh của mình để thực hiện một cuộc tấn công quân sự hạn chế ở Syria để trừng phạt chính phủ Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học giết chết hơn 1.000 người.